Diện như nữ thần nhưng lại để tóc mái hơi phêu, Thúy Ngân bị Hương Giang và dàn hoa hậu đình đám dìm thảm. Đụng độ toàn các nữ hoàng sắc đẹp tại sự kiện. Đây là lần hiếm hoi Hân Hoa Hậu Thúy Ngân bị át vía. Sau thành công của vai diễn Hân Hoa Hậu trong tác phẩm truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ, tên tuổi Lê Huỳnh Thúy Ngân được phủ sóng rộng rãi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, yêu kiều và vóc dáng lý tưởng, mỹ nhân sinh năm 1991 là một trong những nữ diễn viên kim người mẫu được săn đón nhất hiện nay. Nhan sắc trời cho giúp Thúy Ngân luôn là người đẹp nổi bật nhất khi đọ sắc với hội chị em showbiz. Tuy nhiên cũng có không ít lần Hân Hoa Hậu bị át vía vì đụng phải toàn đối thủ khủng. Mới đây khi đến tham dự tiệc sinh nhật của một thương hiệu nổi tiếng, Thúy Ngân gây chú ý phong cách trang điểm khá mới mẻ và khác biệt so với cô của mọi ngày. Mỹ nhân quê Tiền Giang xuất hiện với kiểu tóc búi cao dáng củ tổ sang chảnh, kết hợp cùng phần mái bằng độc đáo. Hân Hoa Hậu còn lựa chọn một mẫu đầm khoe vai trần và chiếc cổ cao gợi cảm quý phái. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng giữa sự kiện quy tụ cả rừng mỹ nhân showbiz, lối make up phá cách chưa thể giúp Thúy Ngân trở nên nổi bật. Đụng độ bộ đôi Hoa Hậu Hương Giang và Hanye, nữ diễn viên bị các đồng nghiệp chiếm mất spotlight. Cả hai hoa hậu đình đám và ca sĩ Văn Mai Hương đều ăn diện vô cùng gợi cảm, khoe khéo ngực đây. Chung khung hình với Tường Vi, Ngọc Lan, Hân Hoa Hậu cũng không dìm nổi đàn chị. Và nhất là Ngọc Lan khi bà xã Thanh Bình bất ngờ xuất hiện cực trẻ trung và duyên dáng. Chung sự kiện với loạt mỹ nhân đình đám, Thúy Ngân dù chưa nổi bật nhất nhưng vẫn ghi điểm với nụ cười rạng rỡ. Cô nàng còn được diễn viên Trung Dũng hộ tống đến tận nơi. Sau thành công của Gạo Nếp Gạo Tẻ, hai người được khán giả nhiệt tình ghép đôi. Ba mẹ Lương Bằng Quang Ngân 98 nói gì khi các con chia tay sau 3 năm hẹn hò? Thông tin cả hai tan vỡ hiện đang kiếm sóng trên khắp các diễn đàn và nhận nhiều phản ứng từ những người xung quanh. Người trong cuộc hiện đang rất buồn bã vì sự việc này, nhưng họ vẫn cố gắng giấu kín để ba mẹ hai bên không phải lo lắng. Những ngày vừa qua, cặp đôi Lương Bằng Quang và người yêu kém 16 tuổi luôn là tâm điểm của dư luận. Từ những hành động được coi là nhạy cảm trên livestream, đến rủ nhau phẫu thuật thẩm mỹ, và gần đây nhất là râm ran thông tin cả hai tan vỡ. Mới đây nhất trong cuộc trò chuyện trực tiếp trên fanpage, Ngân 98 đã thẳng thắn nói đến vấn đề đang được gây chú ý của mình. Theo đó, cô đang trong tình trạng rất giận dỗi người yêu và luôn nghĩ rằng mình phải chấm dứt mối quan hệ này lại. Dù cho Lương Bằng Quang vẫn nhắn tin hỏi thăm cô như bình thường, nhưng đã 2 tuần qua người đẹp gốc Bình Định nhất định không phản hồi bất cứ điều gì với anh. Cảm xúc của người trong cuộc đang rất buồn và tiếc nuối, dẫu vậy phản ứng của ba mẹ hai bên cũng khiến công chúng tò mò. Nói về vấn đề này, Ngân 98 cho hay, về phía gia đình Ngân thì ba mẹ luôn ủng hộ, tôn trọng những quyết định của Ngân, nhất là chuyện tình cảm người mà Ngân yêu. Thì chỉ Ngân mới hiểu thôi nên dù có thế nào ba mẹ cũng ủng hộ. Còn về phía phụ huynh người yêu, cô tâm sự mẹ Lương Bằng Quang có điện thoại cho mình để hỏi về việc cả hai, nhưng cô luôn nói ổn để người lớn không phải lo lắng nhiều. Trước đây, mẹ nam nhạc sĩ từng phản đối rất nhiều khi thấy con mình hẹn hò với một cô gái sexy, gợi cảm và nhiều thị phi. Tuy nhiên, sau thời gian thì chính bà là người ủng hộ và khen Ngân 98 khá nhiều. Khi thấy người yêu lên tiếng trực tiếp về chuyện tình cảm, chủ nhân hit Anh Tin Mình đã cho nhau một kỷ niệm lập tức kêu gọi về nhà nói chuyện. Có lẽ chính anh cũng không nghĩ Ngân 98 lại là người lên tiếng vấn đề cá nhân này. Ngay lúc này đây, Ngân 98 khẳng định mình đã tan vỡ với Lương Bằng Quang và đây không phải là một chiêu trò PR. Trong khi đó, nam nhạc sĩ vẫn khá úp mở và cho rằng giận hờn là chuyện bình thường. Cặp đôi này chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi trong thời gian tới. Mẹ đông con Ốc Thanh Vân bắt quả tang chồng có em gái mưa như thế nào? Trong một game show truyền hình, Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ cách phát hiện và sửa đẹp em gái mưa của chồng để giữ gìn sự bình yên trong gia đình. Ốc Thanh Vân và chồng Chí Rùa kết hôn vào tháng 10 2008. Sau gần 11 năm chung sống, cặp đôi có 3 người con, gồm 2 trai 1 gái. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của gia đình Ốc Thanh Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng gia đình Ốc Thanh Vân đã rất nhiều lần đứng trước nguy cơ tan vỡ vì những em gái mưa của chồng cô. Bất ngờ hơn, Ốc Thanh Vân có cách riêng để phát hiện ra những mối nguy hại đến tổ ấm chỉ bằng Facebook. Gia đình hạnh phúc của Ốc Thanh Vân cùng chồng và 3 con kháu khỉnh. Tại game show Giác quan thứ 6 tập 14 trên VTV3, Ốc Thanh Vân chia sẻ, nhà của Ốc Thanh Vân thì đông con nên không thể nào chạy te te theo chồng để kiểm soát anh ấy được. Đôi khi mình lướt Facebook của anh Chí Rùa và dừng lại ở một vài nhân vật mình cảm thấy có vấn đề. Thế là mình bấm vào xem, y như rằng sẽ có một vấn đề gì đó, em gái mưa chẳng hạn là mình dẹp liền, không có mưa gió gì hết.
Ốc Thanh Vân chia sẻ việc bắt quả tang chồng của em gái Mưa. Cụ thể hơn, Ốc Thanh Vân còn cho biết, cách mà mình phát hiện em gái Mưa của Chiến Rùa cũng rất kỳ lạ, nhưng cũng đúng rất nhiều lần. Một khi đã nhắm được đối tượng, mình vào Facebook của người đó và lướt một hồi, sẽ thấy những bức hình có người bị che mặt bằng icon. Zoom vào gần thì mình nhận ra ngay, đó chính là Chiến Rùa. Linh cảm của Ốc Thanh Vân khiến cả hai MC lẫn khách mời Kylie cũng phải sởn da gà. Khôi hài hơn, khi chiếc bóng của ba chàng trai bí ẩn hiện trên sân khấu, Ốc Thanh Vân nhìn vào chàng trai thứ ba và nói: "Chị ấn tượng với bạn này nhất vì nhìn giống Chiến Rùa quá. Bình thường Chiến Rùa cũng hay đứng như vậy." Hai MC đùa và nói có khi nào Chiến Rùa lén tạo sự bất ngờ cho vợ, nhưng Ốc Thanh Vân khẳng định chồng mình giờ này đang ở nhà trông con. Có vợ là một nghệ sĩ bận rộn, nhưng chồng Ốc Thanh Vân không hề cảm thấy thiệt thòi, trái lại anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vân ra ngoài làm việc nhiều bận rộn nhưng khi về nhà, cô ấy vẫn lo hết mọi thứ từ con cái tới quần áo đồ ăn. Tôi thấy mình còn được hơn những người khác. Lúc nào tôi cũng muốn là người đàn ông thành công hơn hiện tại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thành công hay không không quan trọng bằng hạnh phúc. Nếu mình thành công và áp đảo vợ thì cũng chẳng vui, Chiến Rùa cho biết. Được người chồng thông cảm cho tính chất công việc, Ốc Thanh Vân thỏa sức làm việc theo niềm đam mê nghệ thuật. Bên cạnh đó trong chương trình, Ốc Thanh Vân cũng có những khoảnh khắc cười ra nước mắt vì biệt tài hội họa thần sầu của Lâm Vĩ Già. Từ những lời miêu tả của hai khách mời, nữ MC đã phóng bút ra gương mặt của thí sinh trong chẳng khác gì một thảm họa. Ốc Thanh Vân còn lên tiếng thanh minh với thí sinh: "Bạn ơi, nếu bạn nhìn thấy bức vẽ này thì đừng có buồn nha, không phải tụi chị cố tình miêu tả như vậy đâu. Trong tưởng tượng của chị, gương mặt của bạn không phải như Lâm Vĩ Già vẽ." Về Kylie, cô cũng tìm ra được bóng dáng có phần giống chồng mình khi nhìn vào chàng trai thứ nhất. Chỉ nhìn anh đầu tiên, đứng cái dáng cũng giống anh Thanh Duy quá nè. Hai nữ khách mời ai cũng ám ảnh nhẹ về chồng của mình khi đoán các chàng trai bí ẩn trong chương trình. Nhã Phương ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Trường Giang, cả thế giới cứ để em lo. Nam danh hài Trường Giang nở nụ cười hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật sớm do bà xã Nhã Phương cùng bạn thân thiết tổ chức tại Tư Gia. Nhã Phương lần đầu tiên công khai lời chúc mừng ông xã Trường Giang trên trang cá nhân từ khi yêu nhau đến giờ. Từ sau khi kết hôn, những câu chuyện đời thường của Trường Giang Nhã Phương luôn khiến người hâm mộ quan tâm tò mò. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng đã thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân đến người hâm mộ. Từ khi yêu nhau, mỗi khi sinh nhật Trường Giang Nhã Phương đều không có bất cứ động thái nào hay công khai chúc mừng sinh nhật thế này. Năm nay Nhã Phương công khai hẳn tin nhắn chúc mừng sinh nhật ông xã đón tuổi 36 không thể ngọt hơn. "Chúc mừng sinh nhật anh xã của em, hôm nay là ngày đặc biệt, anh hãy cứ vui vẻ nhé, thế giới ở đây đã có em lo nè." Không chỉ vậy, Nhã Phương còn kèm icon tình tứ lãng mạn với ba trái tim. Nhã Phương làm từng clip ngắn để chúc mừng sinh nhật ông xã Trường Giang. Trường Giang hạnh phúc đón tuổi 36 với những hình ảnh của fan. Ca sĩ Hồng Ngọc: "Happy birthday xã của em nè, chúc hai vợ chồng ngày sinh nhật thì ý nghĩa nhé." "Chúc mừng sinh nhật chú Giang ạ." "Chúc chú luôn vui vẻ hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công." Ca sĩ Hồng Ngọc và nhiều fan hâm mộ đã nhắn chúc mừng sinh nhật Trường Giang cũng như chúc cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng son. Vợ chồng Trường Giang Nhã Phương đón sinh nhật hạnh phúc và giản dị, mùi khó còn nhức bỏng bà xã của mình. Đằng sau bánh kem có thể thấy hình ảnh cưới của cả hai. Trước đó cô lại tiếp tục bực mí cuộc sống sau đám cưới, cho mình biết đã bị ông xã chiều hư chỉ sau vài tháng nên duyên vợ chồng. Đón tuổi 36 bên bà xã xinh đẹp cũng như bạn bè tại nhà khiến Trường Giang ngày càng hạnh phúc hơn bên tổ ấm nhỏ của mình. Cả hai vợ chồng còn hôn nhau trong tiệc sinh nhật. Cũng từ khi về chung một nhà với Nhã Phương, Trường Giang cũng lấy dần thiện cảm trong mắt công chúng. Khi xây dựng hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực của gia đình, Nhã Phương cũng từng chia sẻ, thời gian sẽ chứng minh tất cả, chứng tỏ cô vô cùng tin tưởng chồng mình. Anh Vũ về báo mộng cho loạt nghệ sĩ, Hồng Vân phải đi sửa lại poster vở kịch. Anh Vũ ra đi, nhưng dường như vẫn lưu luyến với nhân gian người thân. Sau khi cùng gia đình lo liệu chu đáo để cố nghệ sĩ anh Vũ yên nghỉ, nghệ sĩ Hồng Vân lại tiếp tục cuộc sống thường nhật với những chuyến du lịch, với công việc, sự bận rộn và những nụ cười. Thế nhưng, trong thâm tâm, Hồng Vân vẫn còn đau đáu về người em thân thiết. Hơn một tuần sau lễ an táng, Hồng Vân tiếp tục chia sẻ nỗi nhớ về anh Vũ da diết khôn nguôi. Hồng Vân gọi anh Vũ là nó, là anh Vũ của chị. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng tâm sự, theo lịch trình lẽ ra hai người sẽ cùng đi diễn ở Cần Thơ dịp lễ 30 tháng 4 này. Thế nhưng anh Vũ đã mãi mãi ra đi, làm Hồng Vân phải thiết kế lại poster. Lời trách móc của Hồng Vân khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Hồng Vân viết: "Rồi sợ mọi người quên mình hay sao á, mà cứ báo mộng cho bao nhiêu người."
Nhớ nó quá anh Vũ của chị. Đáng lý theo lịch là 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chị em mình diễn ở Cần Thơ vợ cưới giùm này. Vậy mà chú làm chị phải thiết kế lại poster, rồi sợ mọi người quên mình hay sao á mà cứ báo mộc cho bao nhiêu người, các Phượng, Hòa Hiệp, Kim Huyền, Thảo Phục Trang, rồi Thảo học viên K2 nữa. Em yên tâm, mọi người sẽ khó quên em lắm, vì em đã để lại cho đời nhiều thứ. Cái cưới giùm này là đỉnh cao của nó nè, hứa luôn sẽ post đầy đủ cho mọi người coi nha. Hồng Vân chia sẻ nếu anh Vũ còn sống, hai chị em sẽ đi diễn kịch chung dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này. Anh Vũ đã ra đi, nhưng vẫn quyến luyến sợ mọi người quên mình nên liên tục báo mộng cho mọi người. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long được anh Vũ về thăm nhưng cảm thấy hơi sợ vì quá linh. Đêm hôm qua anh nói ăn gì nhớ kêu anh ăn với, anh sẽ phù hộ cho Long nhiều, thương anh quá. Anh Vũ đã về kiếm Kim Tiểu Long 2 lần và tâm sự rất nhiều, khiến Kim Tiểu Long ám ảnh. Hồi sắp đưa về Việt Nam, anh Vũ báo mộng cho diễn viên Hòa Hiệp. Khi mới lìa xa nhân gian, anh Vũ cũng ngỏ ý Hồng Vân rằng muốn lựa di ảnh mặc chiếc áo sơ mi ánh tím. Diễn viên Minh Luân cũng từng chập chờn mơ thấy người anh thân thiết của mình.